Rồi, xin chào cả nhà yêu hoa sứ nha. Rồi, kính chúc ngày mới vui vẻ, an lành và thật là nhiều sức khỏe nha. Hôm nay bữa nay rảnh rỗi đang chuẩn bị đem ra mấy cây sứ hạt mini nè, tạo dáng bonsai đồ chơi nha cả nhà. Rồi, các bạn mình có yêu thích hoa sứ hay là chơi những cái dáng bonsai để mình vào xem cho vui, ủng hộ mình nha. Có gì hướng dẫn chỉ dẫn mình thêm nha cả nhà. Đó, cái này cái rễ nè, cọng rễ nè, cọng rễ ghép nó nhìn nó thấy cũng hay hay hơn. Nó ra còn đây là một cặp nè, cái này hai cây một cặp, cây sứ hạt lai tạo nha. Lúc nào mình sẽ tạo dáng cho hai cây này để mình tạo cho nó thành cái dáng bonsai mini nữa, để mình có thể để bàn nào mình uống trà rồi mình ngắm cho đỡ buồn rồi. Ồ, cây này cây hạt, cái này tương lai của nó sẽ ra bông màu vàng nè. Đó, cây này cực kỳ đẹp rồi. Đó, hai cây giống nhau, mình sẽ tạo dáng cho nó giống nhau luôn. Còn cây này có thể là cây hoa màu hồng. Còn đây mấy em này mình đã tạo dáng trước cho nó rồi nè. Ở nhà mình có mấy cây sứ con mình trồng vậy nè, mình cũng đem ra mình tạo dáng rồi chơi cho đỡ buồn. Chủ yếu của mình làm ra, mình tạo ra, mình chơi cho nó vui thôi, chứ không nhất thiết là phải đẹp như người ta. Chủ yếu là của mình làm ra thì mình cảm thấy nó sẽ hấp dẫn nha. Đó, cây này mình làm đây cũng hơn một tháng rồi nè. Cái cọng dây nhôm nó muốn bó sát vô cái thanh của nó nè. Đó, còn đây là một em dáng dáng đổ. Đó, dáng đổ. Đó. Cái sứ thì nó có cái độ đàn hồi rất là cao, cho nên mình uống nó thời gian cũng rất là lâu nó mới định hình được. Mình uống vậy cũng khoảng từ giá 4-5 tháng rồi thì nó mới cố định cái dáng được. Còn như mình mà mình uống lâu rồi á, mà cái thân của nó nè, nó như cái thân nó lớn ra, nó mập ra, nó sẽ bó sát vô cái cọng dây nhôm này, thì lúc đó mình thấy nó bó sát thì mình tháo cọng dây nhôm ra nha, tháo ra. Nhưng mà cái dáng thì nó chưa cố định thì mình tiếp tục mình sẽ quấn vô lại, quấn theo cái đường khác á, mình quấn mình uống lại. Đó, chứ mình thấy nó bó sát như vậy thì mình tháo cọng dây nhôm ra đi, rồi bắt đầu mình quấn lại. Rồi giờ mời các bạn mình cùng mình tạo dáng cho hai em này nha. Ở đây mình chuẩn bị mấy cọng dây nhôm này nè. Đó, dây nhôm này. Nếu như mình có cái cọng dây mà dây uống mà cái loại bọc chỉ như vậy nè, mấy cái loại bọc chỉ như vậy thì mình uống nó sẽ bảo đảm hơn nha, nó sẽ đỡ dập cái thân của cây sứ hơn. Ở đây là coi. Đó, cái con quay siêu đẹp, siêu đó, siêu đẳng rồi cả nhà. Con quay nè. Cái này là cái hũ đó. Cái hũ đựng mít, đựng mứt á, đựng mứt để mấy ngày Tết nè. Đem ra đây để mình làm cái đầu quay thôi luôn. Đó, đã không? Vậy cũng được đó thấy chưa? Rồi giờ bắt đầu mình sẽ tạo dáng cho cái cây hoa màu vàng này trước đi. Cả nhà mình nhớ xem ủng hộ mình nha. Có cái thế nào đẹp thì nhớ bình luận bên dưới chỉ dẫn mình nha cả nhà. Chung là cái này mình làm chơi cho vui, cho đỡ buồn thôi, chứ mình cũng không phải là những cái người ta làm chuyên nghiệp. Chủ yếu là mình ở nhà mình có, mình chơi, mình làm của mình làm mà. Chơi cho vui thì các bạn cô chú anh chị mình có thì mình cứ lấy ra mình tạo dáng, rồi tạo những cái kiểu dáng mà theo mình ý thích của mình thôi, mình thích làm sao thì mình làm như vậy, không nhất thiết là phải làm đẹp giống người ta. Đơn giản mà của mình là được rồi. Đó, làm thì cho đỡ buồn. Cái này mình uống cũng nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà, tại cái gì cái thân cây sứ á, nó thân nước nó cũng rất là dễ gãi nha, mấy cây non này
đặc biệt là mấy cái nhánh này nó còn non nè, nên mình uống nó phải nhẹ nhàng. Uống vậy thời gian nó cũng rất là lâu, nó mới định hình được khoảng 4-5 tháng rồi nó mới theo cái ý của mình được. Tương lai cái em này sẽ cho bông màu vàng nữa là cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cái nụ của nó nè. Này nó nở bông màu vàng nữa là ok luôn. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ uống cho nó. Nhẹ nhẹ thôi nha, để không nó gãi cái uổng dễ dần, gãi đó là uổng phí. Mà mình cũng có làm một cây màu vàng y vậy nè, mà mình cũng bán cho cái anh ở Sài Gòn hay gì mua một cây rồi, cũng qua màu vàng luôn, như vàng luôn nè, mà cái dáng của nó còn đẹp, đẹp hơn cái cây này nữa. Đó, cả nhà mình có cái thế nào nó đẹp hơn mình nhớ bình luận bên dưới nha, để mình sửa lại nha. Chứ cái này là mình chơi, ví dụ mình ra mình ngắm mỗi ngày mình thấy nó chỗ nào không đẹp thì mình cứ có quyền sửa, không có vấn đề gì hết, rất là đơn giản. Nhánh nhỏ này thì cho nó thấp hơn một chút, còn nhánh dài này nó phải cao hơn. Bây giờ mình chỉ uống sơ sơ vậy thôi, chứ thật ra thì nó còn uống nhiều nữa, tại vì cái nhánh nó còn dương dài ra đó, là bắt đầu mình còn uống tiếp nữa, chứ đâu phải là nó cố định về luôn đâu. Nhánh nó đưa dương dài ra thì bắt đầu mình lúc đó mình sửa nó tiếp nữa. Đầu giờ mình uống cái thân chính này coi. Để quay sơ qua coi cả nhà mình thấy đây như thế nào nhé. Đó, bông của nó này. Đó, cả nhà thấy cái dáng như vậy như thế nào rồi nha. Coi có ok chưa, có cần chỉnh sửa gì thêm không nha. Có cần chỉnh sửa cái phần nào thì nhà bình luận bên dưới ủng hộ mình nha. Đó, cây này ta kêu bằng cây dáng long nè. Đó, dáng long như thế nhỉ.
dáng gì cũng được, mình làm ra mình chơi cho vui. Ôi cũng đẹp nha, nhìn cũng hơi phê phê đó. Đã chưa? Rồi còn một cây kia, làm luôn cái cây kia luôn. Cả nhà mình nhớ đón xem ủng hộ mình nha. Đây để mình cho thằng em này lên luôn. Đó. Cây này thì nó cao hơn cây bên kia một chút. Rồi tiếp tục vô dây. Đối với mấy cái nhánh mà nó nhỏ như vậy nè thì mình lựa cọng dây nhôm nhỏ thôi nha. Cọng dây nhôm này thì nó hơi bự một chút nè, chứ mình lựa cái cọng nhỏ hơn một chút nữa thì nó sẽ dễ dàng uống hơn. Mấy cây bự như vậy thì khó uống hơn, nó rất là dễ gãi nhánh nha. Rồi, mấy cây nhỏ nha, cái dây nhôm nhỏ nhỏ thì nó dễ uống, dễ quấn. Cắt cọng dây ra. Cái này nó bự hơn quá, cái nó cứng á, khó quấn. Mình quấn mình cứ sợ nó gãy cái nhánh thôi. Ráng kìm cọng dây cảm dây nhôm lại chứ để nó quấn là gãy nhánh luôn. Hết dây nhôm rồi, bởi vậy dây này nó hơi bự. Đi từ từ sửa để làm ép em của nó quá thì nó gãy ạ. Bây giờ mình uống tạo dáng cho nó. Mình sẽ uống cái nhánh thôi. Đúng cái nhánh này nó nhỏ mà vô cái cọng dây nó bự quá rồi nó cứng. Mình không có làm cho nó co lắc theo cái ý muốn của mình được. Cái này chắc chút nữa mình sẽ sửa lại đi. Mình đổi cái cọng dây khác cho nó dễ uống hai cái nhánh này hơn. Phần này chút nữa mình sẽ làm sao nha cái này. Mình sửa lại.
rồi, cũng tạm ổn rồi. Từ từ mình sẽ chỉnh sửa nó sau. Đó, hai em đã hoàn thiện rồi. Rồi, thấy cũng ổn rồi. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà mình đã xem nha. Một lần nữa kính chúc tất cả cô chú anh chị em mình một năm mới vạn sự như ý nha. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại lần sau nha cả nhà.